Cảm ơn tiến sĩ đã giới thiệu. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các quý đồng nghiệp, thì hôm nay được ban tổ chức phân công thì tôi xin trình bày về sử dụng kháng sinh trong điều trị Enterobacteriaceae kháng với cặp Ba-Benam dựa vào gen kháng thuốc. Về phần nội dung trình bày thì có 4 phần: về tình hình đề kháng kháng sinh, cơ chế phân nhóm đề kháng kháng sinh, các chiến lược điều trị tác nhân gram đa kháng, và cái phần quan trọng đó là ứng dụng gen kháng thuốc và sử dụng kháng sinh điều trị đối với lại Enterobacteriaceae kháng với Capabenam. Thì chúng ta đã biết thì từ năm 2017 thì WHO đã nêu lên một cái cảnh báo quan trọng đối với là một số nhóm vi khuẩn, ví dụ như là Enterobacteriaceae hoặc là Acinetobacter baumannii và Pseudomonas aeruginosa là những cái tác nhân gây bệnh nguy hiểm hàng đầu. Và cái sự bùng phát những cái vi khuẩn gram âm kháng với cặp Ba-Benam đã là một cái mối đe dọa cho sức khỏe toàn cầu. Về các cái đề kháng của cặp Ba-Benam chủ yếu là do sinh ra các gen cặp Ba-Benamase, ví dụ như KBC, AMB, VIM, NBM1, OXA48. Thì cái này hồi nãy thì tiến sĩ Ân cũng có trình bày qua về cái KBC. Đối với thế giới thì trong cái ESCAP năm 2017 thì người ta cũng đã phân tích với 2.703 các cái mẫu, thì trong đó có là 37% là Klebsiella pneumoniae, 19% các cái E. coli sinh ra cái men cặp Ba-Benamase. Ở Việt Nam thì cũng có một số các cái nghiên cứu, thì trong đó có cái nghiên cứu năm 2017 của Trần Diệu Linh tại Đại học Dược Hà Nội thì cũng đã phát hiện một số các cái men và các cái vi khuẩn sinh ra gen cặp Ba-Benamase, thì trong đó có Acinetobacter baumannii là 92,1% với cái tỷ lệ rất là cao. Và cũng rất là may mắn với sự khám phá của các cái kháng sinh mới và cũng như cái chiến lược sử dụng lại các cái kháng sinh cũ để điều trị, để đưa ra các cái khuyến cáo điều trị dựa vào phân tích kỹ gen của vi khuẩn. Thì như chúng ta biết, tình hình đề kháng kháng sinh ở trên thế giới thì WHO cũng đã xếp vào các cái nhóm mà gọi là nguy hiểm hoặc là có nguy cơ cao, để cho chúng ta có thể là cảnh giác. Thì trong đó thì nhóm ESCAP nó vẫn nằm vào cái nhóm là nguy kịch đó, mà chúng ta phải cảnh giác. Thì về tình hình đề kháng kháng sinh ở trên thế giới thì rất nhiều các cái nghiên cứu của thế giới đã được công bố, thì trong đó thì đều có những cái phần gọi là tỷ lệ về đề kháng đa kháng, thì trong đó là kháng mở rộng hoặc là toàn kháng thì tỷ lệ cũng rất là cao đối với loại gram âm. Trên khắp thế giới thì chúng ta thấy rằng qua cái nghiên cứu mà công bố thì có là Acinetobacter baumannii chiếm 33%, các cái loại khác thì chúng ta thấy cũng chiếm rất là nhiều, và cái tỷ lệ tử vong là 53%. Có thể nó cái range nó hơi rộng, là từ 20 cho đến 71%. Và tình hình chung của các cái quốc gia châu Á của chúng ta thì do cái thu nhập cũng không có đều, và chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn thì cũng chưa được hiệu quả lắm. Và chương trình quản lý kháng sinh tuy rằng có, nhưng mà cái hiệu quả của chương trình quản lý kháng sinh cũng còn hạn chế và thiếu những cái công cụ để đo lường các cái chất lượng. Vì thế mà cái tỷ lệ về đề kháng kháng sinh thì còn ở trong mức rất cao, và chúng ta đã cố gắng để cải thiện bằng các cái chương trình quản lý và giám sát về vi khuẩn. Tuy nhiên nó cũng còn rất là hạn chế. Thì trong các cái nghiên cứu mà được trích dẫn rất là nhiều, đó là cái nhiễm khuẩn bệnh viện ở tại Việt Nam, và cái nghiên cứu này đã được làm trên 14 bệnh viện với 3.287 bệnh nhân. Thì kết quả thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ mà viêm phổi bệnh viện, nhiễm khuẩn bệnh viện là 29,5%, và trong đó cái viêm phổi thì chiếm tới 79,4% của các cái nhiễm khuẩn bệnh viện. Và trong phần là 42,5% các cái trường hợp nhiễm khuẩn bệnh viện mắc phải nhập ICU, và có 57,4%
5% là xảy ra sau cái nhập ICU. Thì chúng ta thấy vậy, với cứ 2 người vô thì hết 1 người nhiễm. Và tình hình này nó càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong cái đợt dịch lần thứ tư này thì chúng ta thấy là nếu vượt qua 2 tuần, mà nếu như bệnh nhân mà COVID thở máy mà nó khá thì nó có thể vượt qua. Tuy nhiên nếu mà qua 2 tuần rồi thì gần như là cái tình hình nhiễm các cái vi khuẩn đa kháng thì càng ngày càng tăng, và nó ảnh hưởng đến cái tỷ lệ tử vong của các cái bệnh nhân COVID nặng. Thì trong các cái vi khuẩn thì các anh chị thấy đó, tức là đối với lại AB đó thì chiếm 24,4%, và cái tỷ lệ mà AB đề kháng với tập Abenem nó chiếm tới 89,2%. Và đối với lại cái con mà bây giờ mình đang rất là lo lắng, đó là Klebsiella pneumoniae, chiếm 11,6% thôi. Và cái tỷ lệ đề kháng cái năm mà mình làm nghiên cứu là năm 2016 là 14,9% kháng với lại Capabinam. Thì đối với lại Acinetobacter pulmonae thì trong 14 bệnh viện thì người ta phân ra các cái bệnh viện ở Nam, Trung và Bắc. Thì cái tỷ lệ mà ở phía Nam mình á là kháng với Capabinam, trong đó ví dụ như ở trong đây là Imipenem chiếm tới 90,4%, rất cao. Và đối với Pseudomonas cũng vậy, tức là ở phía Nam mình kháng với lại Capabinam 80%. Và đối với lại cái con mà CRI đó thì chúng ta thấy rằng nó chiếm tới coi như đối với Ercoli là 5,4, và đối với lại cái Klebsiella là mình kháng là 29,3%. Thì đó là nói về cả nước, còn đối với bệnh viện Chợ Rẫy thì theo cái thống kê các cái chủng vi khuẩn đa kháng từ tháng 4 năm 2020 cho đến tháng 4 năm 2021, và những con số đó là những cái con số là tuyệt đối, tức là số mẫu á, thì cái này trích từ cái nguồn của khoa vi sinh của bệnh viện Chợ Rẫy. Thì các anh chị nhìn thấy đó, tức là CRI cũng rất là cao. Cái CRI thì ở trên này là cái màu vàng á. Rồi các cái chủng mà gọi là đa kháng thuốc thì rất là nhiều. Còn đối với lại khoa hồi sức của bệnh viện Chợ Rẫy thì sao? Thì đối với lại tác nhân nhiễm khuẩn ICU mà gọi là viêm phổi nhiễm trùng bệnh viện thì chúng tôi cũng nhận định cái Acinetobacter pulmonae qua thời gian từ năm 2017 cho đến năm 2019 thì cái tỷ lệ cũng tăng rất là cao, lên tới 70,9%. Và đối với lại Klebsiella là 9,7% và một số các cái vi khuẩn khác. Và đối với lại Pseudomonas thì đối với lại kháng các cái cặp Abenem thì gần như 100%. Klebsiella thì cái tỷ lệ kháng nó đỡ hơn một chút, nó khoảng chừng mấy chục phần trăm thôi. Và cái nguồn, theo cái nguồn của chương trình quản lý kháng sinh của bệnh viện Chợ Rẫy vào năm từ tháng 4 2020 cho đến tháng 3 2021 thì các cái tỷ lệ nhiễm khuẩn đa kháng tại khoa hồi sức cũng rất là cao. Trong đó thì mình thấy cái CRI của mình á, thì cái đó là cái màu mà cam cam đó, thì các anh chị thấy rằng đây thì nó khoảng là cái con số nó khoảng là 12, và có lúc cao nhất đó là 15. Thì như vậy là tình hình đề kháng và các cái loại nhiễm khuẩn đa kháng càng ngày cũng càng tăng. Và ở tại bệnh viện Chợ Rẫy thì chúng tôi có làm các cái kết quả xét nghiệm, thì trong đó cũng đây là những cái ghi nhận về các cái loại kháng. Hiện nay thì có kháng và trung gian thôi, chứ còn nhạy thì rất là gần như là không có. Và thứ hai nữa là đo cái MIC để chúng ta quyết định cái liều kháng sinh. Còn đối với lại ở các cái bệnh viện ở tại trong thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ như ở bệnh viện Chợ Rẫy và Nhân dân Gia Định, thì do là có cái nghiên cứu của bác sĩ Trần Minh Giang thì có công bố, thì chúng ta thấy rằng đối với lại Acinetobacter pulmonae giữa Chợ Rẫy và Gia Định thì chúng ta thấy rằng ở Chợ Rẫy thì bao giờ nó cũng nhiều hơn, 70,9%, còn Klebs thì Gia Định lại nhiều hơn rất nhiều, đó là 22%. Và đây là một số các cái trường hợp kháng thuốc thì chúng ta thấy dòm vô cái nhóm mà Etabenem hoặc là một số các cái phần của Imipenem thì đều thấy kháng thuốc rất cao. Tuy nhiên thì colistin nó vẫn còn nhạy thì mình cũng rất là mừng. Đây là Klebsiella
À, chúng ta thấy cái kháng thuốc đối với lại imipenem thì nó cũng có trong mức độ. Như vậy đối với lại chúng ta đang thực hiện sử dụng kháng sinh mà dựa theo gen á, thì chúng ta phải biết về đề kháng kháng sinh cũng cơ chế và các cái phân nhóm. Thì cơ chế đề kháng của cái CRI thì chúng ta thấy nó có rất nhiều các cái cơ chế, ví dụ như qua đột biến porin hoặc là sinh ra các cái carbapenemase, hoặc là do các cái tăng qua các cái kênh để mà cho cái kháng sinh nó đi vào. Còn cơ chế đề kháng kháng sinh của Acinetobacter baumannii thì nó có rất là nhiều các cái cơ chế. Thì ở đây chúng tôi cũng đã trình bày rất nhiều lần, thì những cái sơ đồ này là những cái sơ đồ chung nhất và có rất nhiều các cái cơ chế tham gia vào. Đối với lại Pseudomonas aeruginosa thì cũng vậy, chúng ta có khoảng gần 7 các cái cơ chế để làm đề kháng kháng sinh. Và trong đó thì trong cái đề kháng kháng sinh thì người ta thường phân lớp. Và trong cái phân lớp đó thì CRI nó ảnh hưởng đến cái việc sinh gen, ví dụ như KBC, hoặc là những cái phần như là IMI, hoặc là cái VIM, hoặc là NDM. Thì riêng cái phần mà ốc sa thì chúng ta thấy cái thằng CRI nó sinh ra và nó là một trong những cái cơ chế đề kháng chính. Thì trong cái đề kháng kháng sinh mà thuộc về phân lớp thì người ta cũng thấy là nó ảnh hưởng, và cũng như cái hoạt tính của nó rất là nhiều, nó ảnh hưởng trên cái kênh nào và những cái thuốc gì. Thì cái ở đây nó đã diễn tả, thì mình quan tâm nhất đó là ốc sa, VIM, NDM. Thì như vậy đề kháng kháng sinh á, thì đối với lại trên toàn cầu á, thì các anh chị thấy ở trên cái bản đồ á, thì chúng ta thấy rằng gần như KBC và ốc sa 48 nó hiện diện trên toàn cầu. Và người ta phân ra những cái loại mà để sinh ra cái cặp Benema, trên beta lactama vân vân, thì đều có dính dáng đến cái phần của ốc sa 48 hoặc một số cái ốc sa khác, hoặc là cái lớp A đó là KBC, IMI, là những cái phần mà chúng ta quan tâm. Và cái lớp C thì có cái âm C. Và cái kỹ thuật phát hiện thì làm sao? Thì hiện nay chúng ta dựa vào hai kiểu hình, hai thứ đó là kiểu hình và kiểu gen. Và cái mà chúng ta quan tâm cho cái bài này đó là cái kiểu gen, tức là RT-PCR hoặc là giải trình tự gen. Thì cái kỹ thuật đó thực được dùng bởi các cái máy và có các kênh màu của gen kháng thuốc để cho chúng ta có thể phát hiện. Và hiện nay thì ở Bệnh viện Chợ Rẫy thì chúng tôi cũng có làm được một số ở ngay cái phòng lab của tiến sĩ Trương Hương Phú. Mà chút xíu nữa thì bác sĩ sẽ nói về các cái kỹ thuật để dùng ở trong các cái gen kháng thuốc. Thì ở đây có một số các cái gen mà chúng tôi thử được, ví dụ như là VIM, AMD hoặc là NDM vân vân. Thì cái này sau khi phát hiện thì nó có ảnh hưởng tới cái sự mà chúng ta quyết định cái dùng kháng sinh ở trong điều trị. Vậy chiến lược điều trị tác nhân của Ranam đa kháng thì như thế nào? Thì cái này nó là những cái phần chung nhất, thì chúng tôi cũng xin lướt qua để cho các anh chị có thể nắm được. Về trong các cái phần mà điều trị viêm vi khuẩn mà Ranam đa kháng thì chúng ta thấy hiện nay với cái kháng thuốc và cái quyết định trên lâm sàng là rất là quan trọng. Và các cái phần mà chúng ta thường dùng thì cũng như nãy tiến sĩ Ân cũng có nói đó, thì ngoài những cái phần mà chúng ta phải dùng double carbapenem và sử dụng một cái carbapenem đi trước để cho gần như là tê liệt và để cho cái carbapenem thứ hai phát huy cái tác dụng của nó, thì chúng ta có thể phối hợp colistin, rồi tergicidin và một số cái amino glycosid. Thì ngoài những cái phần đó thì hiện nay ba cái kháng sinh mới mà được FDA chấp thuận đó là ceftazidime avibactam, hoặc là ceftolozane tazobactam và meropenem vabobactam. Thì đây là những cái kháng sinh mới. Thì trong tất cả các cái hướng dẫn sử dụng kháng sinh hiện nay trên thế giới thì người ta sử dụng các cái loại kháng sinh mới gần như thường quy. Riêng ở Việt Nam chúng ta thì do cái tình hình kháng thuốc và cũng để bảo vệ những cái nguồn thuốc cũ, cũng như là để chúng ta là giữ lại các cái nguồn thuốc mới
có thể mà dùng được dài lâu, cho nên là chúng ta cũng rất là hạn chế. Thì đây là những cái kháng sinh mới thuộc các có thể là đáp ứng với lại các cái lớp ABCD trong cái phân lớp mà của gen kháng thuốc. Thì có những trường hợp thì chúng ta thấy như ví dụ như là có ceftazidin nó lớp A thì nó Z, nhưng mà có những cái phần là nó vẫn là không có thể đáp ứng được, ví dụ như là cái lớp B. Đây là một số các cái loại thuốc. Ở đây có tô vàng cái đó thì cái ceftolozan, tazobactam trong thời gian vừa qua thì cái lô thuốc nó bị nhiễm, cho nên là hiện nay đang bị ngưng lại. Thành ra ở tại Việt Nam chúng ta chỉ có một loại thuốc mới duy nhất thôi, đó là ceftazidin vibactam. Và đây là những cái class mà chúng ta sử dụng cái gen kháng thuốc để sau này mình điều chỉnh về các cái kháng sinh. Và đây là nhiễm khuẩn điều trị cái nhiễm khuẩn do CRI. Thì chúng ta thấy rằng ngoài cái 2 đô tegacilin thì người ta có thể phối hợp với lại cặp bên em và tối ưu hóa về dược động dược lực. Hoặc là người ta sử dụng cái đô liều cao của cặp bên em hoặc là double cặp bên em phối hợp với lại aminoglycosid, colistin hoặc là phosphomycin. Đây là một số các cái double cặp bên em mà anh Ân đã trình bày. Phosphomycin, đây là một cái review trong cái việc thực hiện là sử dụng phosphomycin đối với lại qua năm 3 tháng. Và người ta có thể sử dụng phosphomycin phối hợp bulimycin trong điều trị AB hoặc là pseudomonas hoặc là cái CRI. Và hiện nay thì trong cái tỷ lệ sinh gen thì có một số các cái nghiên cứu đã trình bày. Thì năm 2009 là bắt đầu người ta đã nghiên cứu về gen, và đến năm 2017 thì có cái nghiên cứu của Trần Diệu Linh thì đã cho thấy rằng cái kết quả mà sinh gen á mà kháng với lại cặp bendamustine thì AB là 92,1%, CLEP là 54,3%. Và tới cái nghiên cứu của Dương Bích Thủy với cái số mẫu là 364 năm 2018 thì cho thấy rằng cái AB là 22% và cái CLEP SINDA là 3,3%. Và gần đây nhất thì bộ môn cũng đã cho một số các cái bác sĩ chuyên khoa 2 cũng như là các thạc sĩ và nghiên cứu sinh tập trung vào các cái gen kháng thuốc. Thì cái Trang Hồng Thùy Dương làm năm 2020 thì cũng đã cho ra là AB là 21,8%, rồi cái CLEP SINDA là 76%. Và trong cái tỷ lệ sinh gen đó, thì chúng ta thấy rằng các cái nhóm mà nhiều đó là ví dụ như là NDM chiếm 47,1% và cái OXA 48 là chiếm 35,9%. Và đối với lại con CLEP SINDA thì cái tỷ lệ nó cũng cao đối với lại OXA 48 và một số các trường hợp là trên cùng một bệnh nhân. Nhưng mà cái kháng thuốc và sinh gen ra thì nó có nhiều gen cùng một lúc. Ví dụ như OXA với lại NDM, 5 trường hợp chiếm 26,3%. Thì cái này đối với một cái số các cái nghiên cứu khác thì người ta thấy nó cũng tương đồng. Và trong cái Pseudomonas thì nó hiện diện hai cái loại gen kháng thuốc, đó là IMB và NDM. Và có một cái tác động rất là lớn khi mà chúng ta có cái gen kháng thuốc. Thì thấy rằng khi mà có kết quả vi sinh đối với lại cái nghiên cứu của Trang Hồng Thùy Dương năm 2020 thì chúng ta thấy có 101 bệnh nhân, thì sau đó là có khoảng 50/101 bệnh nhân này đã được thay đổi kháng sinh. Và các anh chị nhìn vào thì thấy ví dụ như là colistin đã tăng lên gần gấp đôi sau khi mà có cái gen kháng thuốc, và tigercilin cũng tăng gấp đôi, amikacin cũng tăng gấp đôi. Tức là do cái sự hiện diện của các cái gen kháng thuốc và người ta phải sử dụng cái phác đồ điều trị phối hợp như nãy mình nói, thì hiện nay là có cái tác động rất là lớn và cái kết cục nó cũng ngoạn mục sau khi chúng ta thay đổi cái quyết định. Và cũng có cái mối tương quan giữa cái gen cặp bendamustine và đề kháng với lại kháng sinh. Ví dụ nếu xuất hiện cái gen mà NDM thì ta thấy rằng cái amikacin mà kháng thuốc tăng gấp gần 13 lần. Và
Ví dụ như ốc SAM 48 hiện diện thì gần như cái bệnh nhân đó là cái nhiễm khuẩn Gram đa kháng và cái Tiger Serin cũng bị đề kháng là tăng gần 27 lần. Thì đây là những cái bằng chứng đã được nêu lên trong một số các cái luận văn của các bác sĩ chuyên khoa 2 cấp 2. Và trong cái đặc điểm của các sinh gen thì chúng ta thấy là cũng có là liên quan đến sự sống còn và tử vong. Thì trong cái nghiên cứu của Trang Hồng Thùy Dương năm 2020 thì chúng ta cũng thấy rõ là giữa cái tỷ lệ sống và tử vong mà của cái ốc SA 48 là có ý nghĩa thống kê và B là 0,048. Tức là trong 101 bệnh nhân thì cái kết cục tử vong là chiếm 29,2% so với sống là 13,2% và có ý nghĩa thống kê. Và đây là một số các yếu tố tiên lượng thì chúng tôi thấy rằng do cái đối tượng nó cũng khác nhau rất là nhiều, cho nên cái yếu tố tiên lượng trong hậu quy đa biến thì nó tập trung vào các cái thang điểm có phối hợp kháng sinh và bệnh nhân có sốc hay không. Thì trong cái kết luận chung thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ mà sinh gen và papillema thì gần như là nó thay đổi theo từng vùng miền. Cái thứ hai nữa là đối với lại AB nhạy cảm với colistin là 94,9% vân vân. Thì những cái phần mà mức độ nhạy cảm này nó cũng ảnh hưởng đến yếu tố tử vong. Và cái việc mà vi khuẩn gram âm kháng cặp babenem, ví dụ như 90,9% vi khuẩn mang gen NDM thì kháng với amikacin gấp 13 lần cái nguy cơ và có cái ý nghĩa, có cái tiên lượng là B là 0,016. Và trong cái phần đó thì nếu như mang gen ốc SA 48 thì gần như 75% các cái vi khuẩn và cái tốc độ mà cái tỷ lệ tăng á, là 29 lần nguy cơ kháng với lại Tiger Serin. Thì đó là một số các cái yếu tố nguy cơ. Và trong cái phân tích mà hồi quy logistic đơn biến cho thấy cứ tăng mỗi ngày nằm viện thì sẽ tăng thêm 4% nguy cơ sinh cái gen cặp ba benema và có ý nghĩa thống kê. Thì như vậy cái thông điệp mang đến khi chúng ta sử dụng kháng sinh mà chúng ta làm được cái gen thì cho thấy rằng mình có thể ứng dụng để mà có thể phòng ngừa. Cái thứ hai nữa là tập trung vào các cái hướng dẫn điều trị nếu như mà đa kháng. Và giải pháp nữa đó là phải kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện, phát triển mạnh hơn nữa chương trình quản lý kháng sinh, phối hợp đa chuyên ngành trong điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện và cần những xét nghiệm chuyên sâu như là rang kháng thuốc hoặc là MIC để giúp lựa chọn kháng sinh phù hợp. Thì đó là những cái thông điệp chúng tôi muốn mang đến. Xin cảm ơn.